Hi, xin chào mọi người. Bây giờ em mới vừa đi qua bên chợ mới. Em qua nhà bạn em chơi. Ở đây là có nguyên một vườn cam bự luôn. Quá nhiều. Đây là vườn cam của bạn em. Bây giờ em sẽ đi vào trong vườn cam này, em quay cho mọi người coi nha. Đâu đi vô đường nào rớt. Cam chín hết rồi nè. Rồi chui vô nhốt rồi luôn. Hay quá ha. Ôi. Đã quá vậy. Đó. Mọi người thấy chưa? Quá trời luôn. Bây giờ mấy đứa bạn em nó ở trong kia nó lo mồi nhậu rồi. Bây giờ là em ở ngoài này chỉ có vuông cõi thôi. Em muốn quay gì em quay nè. Quá nhiều luôn rồi. Cam này là cam xoàng nha mọi người. Đây là cam xoàng. Cam này đã chín hết rồi. Đã kêu lái tới mua hết rồi nhưng mà lái chưa có tới lấy thôi. Chắc vài ngày nữa là lái sẽ tới đây để hái hết nguyên vườn luôn nè. Mọi người thấy không? Cam nè, vỏ mỏng te luôn. Mềm hết rồi. Để một hồi em sẽ hái vô một ít rồi em bỏ ra cho mọi người coi nha. Quá trời luôn. Wow. Thấy hàm chưa? Hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi vào rừng cam. Ủa trái to to không à. Đã quá. Nè. Một nắm tay luôn. Trái bự quá. Đây ba trái nè. Ủa rớt à, cam này là trồng bao nhiêu lâu thì thu hoạch được rớt? Hai năm mấy hả? Ủa trái to quá vậy. Gần 3 năm là thu hoạch hả? Thì cũng lâu quá ha. Mà thu hoạch lần đầu thì năm sau năm cho một lần mà. Cái này là thu hoạch được mấy lần rồi? Mới năm đậu hả? Trời ơi. Mới năm đậu bây giờ cho nên trái xum xuê luôn nè. Cam này thì một năm cho trái một lần nha. Cái này là thu hoạch mùa đầu tiên cho nên trái nó rất là xum xuê. Cam này là cam không có thuốc gì hết nha. Cam này là cam tự nhiên nè, mình chỉ phân bón những cái giống như phân lạnh hoặc là những cái phân tốt cho cam thôi chứ mình không có dùng thuốc tăng trưởng hay gì hết. Cái này là đúng mùa của nó luôn. Là 3 năm mình mới thu hoạch được nè. Đây nè, trong đây nè. Đó, đây. Bây giờ bạn em nó đã cắt ra rồi nè. Cho mọi người coi. Thấy ham quá vậy.
rồi thử coi. Ồ, không có hột luôn. Có mà. Hột mà hột nhỏ. Nó ngọt ngay à, ngọt, ngọt ngay luôn. Đây, đây là thành quả sau 3 năm. Đã không, đã không? Ngọt ngay luôn. Ngọt ngay luôn hả? Ừ. Ừ, ngọt thiệt. Không? Thêm không? Quên, ê, cam này nó còn ngon hơn là quất đường luôn á. Ừ, ngọt ngay, nó ngon. Mấy cái bự bự này. Ê, đâu bẻ con trái tại nơi rồi cắt ra luôn thôi. Để đây chứ đâu. Mấy trái bự không ngon đâu. Không ngon hả? Ừ, bẻ mấy trái nhỏ á. Đường, gớt à. Mấy trái như này vậy nè. Cái này. Mấy không ngon. Sao vậy? Nó không vừa ngọt, bự chai. Ủa ngồi vậy hả? Giống như cam sành. Bẻ vô đây. Vậy là mấy cái trái bự là mình chỉ cho dắt nước thôi đúng không? Bự ăn ít tiểu lớn rồi. Này trái rụng luôn á. Rụng luôn hả? Vàng khè ha. Giờ là em ăn cam tại vườn luôn. Cái này là ông chủ nè. Bây giờ ăn cam tại vườn nó đâu có chữ đâu.